thấy là căn hộ này rất là tuyệt vời về tất cả các tiện ích, có view sân gốc, có view công viên, tất cả những cái đấy thì đối với tôi đó là cần thiết, và tôi mua căn hộ này là để cho ba mẹ tôi. Có nghĩa là những người lớn tuổi thì ở trong cái không gian như này tôi nghĩ rằng là tuyệt vời rồi, không cần phải đi nghỉ dưỡng đâu nữa hết. Thật ra là cái điều mà thích nhất ở cái dự án này đó là nó có một cái môi trường sống rất là tốt, rất là tiện ích và nó thanh bình. Mình vô đây mình cảm thấy là mình rất là thư giãn. Có những đối tác sẵn sàng giúp mình trong cái vấn đề mà trang trí nội thất lẫn cái ngân hàng hỗ trợ về mặt tài chính. Thì theo tôi đấy là một cái điểm cộng cho Phú Mỹ Hưng. Sau khi mà hoàn tất cái thủ tục mua bán thì tôi sẽ cho trang trí nội thất luôn. Và sau khi hoàn thành trang trí nội thất thì tôi sẽ mời gia đình tôi ở trước Tết, sẽ đón xuân ở đây. Happy Valley Premier, món quà vô giá dành tặng cho những người thương yêu.